kỷ niệm, thời gian kia không xóa mờ. Một thời yêu em có ai ngờ, một đời tăng càng mãi bơ vơ. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối, niềm đau ngày xưa làm mờ lý trí. Vô tâm gieo nên ngàn giọt nước mắt, đọa đầy hồng nhan giữa thế gian. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận, trên tình đôi ta như là mơ. Đều đã lỡ tổn thương trong em, buồn bàn tay mong em hạnh phúc. Xin tha thứ tội tình trách thăm thăm anh, nhìn lên cao xanh lối gió anh mà. Anh muốn điều trị cho em là thật. Anh muốn em tỉnh lại cũng là thật. Muốn em nhớ lại mọi thứ cũng là thật. Nhưng mà sau đó thì em sẽ căm hận anh, sẽ rời xa anh. Anh phải làm sao đây hả My? Anh phải làm sao đây? Đúng rồi. Cô ngồi đây ăn nha. Cô không cuốn được hả? Thôi, để tôi gắp cái khác lên dĩa cô, cho cô ăn nghe. Tự tay chị làm đó hả? Dạ đúng rồi, tôi tự đổ đó cô. Sao mà bài chi cho mất công vậy? Tại cô My kén ăn quá. Cậu Bách nói cô My rất là thích ăn bánh xèo, nên cậu kêu tôi đổ cho cổ ăn. Vậy là anh Bách đó hả? Dạ. Chu đáo quá à. Chuẩn bị tất cả mọi thứ mà cô My thích. Cô mất trí nhớ mà đúng không? Ai nhìn mà không thương chị ha? Dạ cô. À chị, chị muốn làm gì chị làm đi, để tôi lo cho cổ cho. Dạ không. Tôi biết á, là chị làm chị trông cổ mệt lắm rồi. Nè, chị giữ đi. Cầm cái lấy này... đi. Chị mà chăm sóc tốt cho cổ, lần sau tôi còn cho nhiều hơn cái này nữa. Nhưng mà đúng rồi chị, hay là bây giờ chị đi ra chợ chị mua ít đồ về nấu mấy món mà anh Bách thích đi. Tôi thấy dạo này anh Bách ảnh ốm lắm, tôi lo cho ảnh lắm luôn đó. Chị phải chăm sóc ảnh tốt. Dạ, vậy thôi để tôi đi ra ngoài chợ tôi mới ít đồ nghe. Chị đi đi, tôi lo cho cổ cho. Dạ. Mày nghĩ mày dở trò điên loạn thì sẽ xóa hết được quá khứ của mày sao? Mày có biết chính mày đã làm tan nát gia đình của mày không? Mày có biết mày đang ở đâu không? Đây là ngôi nhà của người cha đáng kính của mày đó. Lẽ ra gia đình mày có thể cùng ở chung căn nhà này, ăn sung mặc sướng. Nhưng mà do mày mà ba của mày mới chết, người thân của mày bị liên lụy. Kẻ thì chết, kẻ thì ngồi tù.
mày là nỗi bất hạnh lớn nhất của gia đình mày đó. Rồi bây giờ mày trở thành một con tâm thần, ngồi đây điềm nhiên hưởng thụ cuộc sống. Mày có nghe tao nói gì không hả? Bây giờ mày phải ăn bóp như vậy luôn hả? Như một con ăn xin. Vậy mà anh Bách vẫn một lòng một dạ yêu mày. Muốn ăn lắm hả? Thích lắm hả? Ăn không? Ăn. Bốc ăn đi. Ngon lắm hả? Thích ăn lắm hả? Thích lắm hả? Đồ anh Bách chuẩn bị cho mà đúng không? Sao không thích được? Để tôi giúp nha. Ăn đi nè. Ăn đi. Ăn cái món mà anh Bách làm cho mày đi. Ăn đi. Ăn đi. Trời ơi cô My, cô sao không? Sao đổ tùm lum vậy? Cổ làm đổ đó. Tôi giúp cổ thôi. Trời ơi, cậu Bách mà thấy cổ như vậy là chết tôi luôn á. Cô, cô ngồi lên đây nghe. Đi. Cô ngồi đây nghe. Để tôi lau cho. Đây, để tôi lau cho nghe. Thôi, cái này dơ, cô đừng ăn nữa. Em thấy hai mẫu này rất hợp với chị. Nhưng mà hai mẫu này được thiết kế khác nhau. Mẫu này có thiết kế rất đơn giản, còn mẫu này thì thiết kế khá cầu kỳ. Dạ không biết chị thích mẫu nào ha? Mẫu này hả? Chị thích mẫu này, lấy cho chị mẫu này. Dạ, để em đeo thử cho chị nha. Trời ơi, đẹp quá à. Xinh, hợp với chị ghê á. Dạ em xin lỗi nha. Dạ con nghe nè mẹ. Mẹ mới đưa Nì vô bệnh viện nè. Mẹ nói cái gì? Bé Nì bị làm sao? Sáng nay Nì đang chơi, tự nhiên thở gấp, rồi co giật, da thì tái xanh à. Mẹ sợ quá nên mới đưa vô bệnh viện. Dạ rồi, con tới liền mẹ. Dựa vào các kết quả xét nghiệm cho thấy thì cháu bị bệnh tứ chứng Fallot. Tứ chứng Fallot là bệnh gì vậy bác sĩ? Nói đơn giản, đây là một dạng bệnh tim rất hiếm gặp. Nó là sự kết hợp của bốn khuyết tật ở tim khi trẻ vừa được sinh ra. À, lúc mang thai cô có đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên không? Thường thì bệnh này sẽ được phát hiện ngay từ khi còn trong bụng mẹ, và trẻ sẽ được tiến hành phẫu thuật ngay sau đó. Dạ thưa bác sĩ, con bé mới có mấy tháng, vậy khả năng khỏi bệnh có cao không bác sĩ? Có thể nói là như vậy. Nhưng... nhưng mà sao hả bác sĩ? Cần phải phẫu thuật ở một bệnh viện lớn, vì ca phẫu thuật này vô cùng phức tạp. Vậy rồi sau khi phẫu thuật thì sao hả bác sĩ? Em bé vẫn bình thường chứ bác sĩ? Cô khỏe mạnh bình thường không bác sĩ? Sau khi phẫu thuật, bé cần được chăm sóc đặc biệt, có thể là suốt đời. Vậy là
sẽ có lịch theo dõi và thăm khám định kỳ để bác sĩ theo dõi kiểm tra bé. Ngoài ra, người bệnh cần phải hạn chế những hoạt động thể lực mạnh. Nói chung là hết sức cẩn thận. Trời ơi. Vậy còn chi phí thì sao hả bác sĩ? Chi phí một ca phẫu thuật hiện tại rơi vào khoảng 150 triệu đồng. 150 triệu hả? Dạ. Bé dưới 6 tháng tuổi là có bảo hiểm đúng không bác sĩ? Đúng là trẻ được bảo hiểm y tế chi trả một phần. Nhưng mà gia đình cũng phải nên chuẩn bị trên dưới khoảng 100 triệu. Vì đây là loại phẫu thuật phức tạp, có những danh mục ngoài chi trả của bảo hiểm y tế. Ngoài ra sẽ còn những khoản điều trị, hậu phẫu nữa. Con cứ bình tĩnh đi, rồi từ từ mình tính nghe. Làm sao để kiếm được số tiền đó để phẫu thuật cho Nì đây hả mẹ? Nếu như mẹ không tham lam, không nghe lời người ta dụ dỗ, lấy hết tiền trong ngân hàng ra bên ngoài cho dây lấy lãi và không bị giật nợ, thì bây giờ mình đâu ra nông nỗi này. Hay là bây giờ con mượn ông chủ con đỡ được không? Tháng nào con cũng ứng lương hết, bây giờ con còn mặt mũi nào để mượn tiền ổng đây hả mẹ? Trời ơi. Cũng phải, không có thóc thì người ta đâu có cho mượn gạo đâu. Con, con sao vậy? Con đúng là một người mẹ không tốt đúng không mẹ? Con đừng tự trách mình nữa. Không có người mẹ nào muốn con mình bị bệnh hết á. Cũng tại con hết. Nếu như mà ngày trước con không ăn chơi, nếu như mà ngày trước con nghe lời ba mẹ, thì mọi chuyện nó có nông nổi như vậy đúng không mẹ? Ai cũng mắc sai lầm mà con. Bây giờ con phải làm sao đây hả mẹ? Bây giờ con là chỗ dựa của Nì, con phải mạnh mẽ lên, con hiểu chưa? À, Dương à, hay là mẹ bán nhà nghe con? Bán nhà rồi ba bà cháu ở đâu mẹ? Không được. Nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác đâu. À, phải rồi, hay là con đăng tin lên mạng đi, biết đâu có Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Làm sao mà làm như vậy được hả mẹ? Mình còn nhà để ở, mỗi tháng con đều kiếm được tiền, mình cũng còn sức khỏe. Được được, con cũng là ái nữ của đại gia bất động sản một thời. Bây giờ mẹ kêu con đăng tin lên, xin từng đồng từng cắt của cộng đồng mạng, rồi mọi người nghĩ con sao đây hả mẹ? Nhưng mà bây giờ Nì nó đang cần phẫu thuật mà. Thôi mẹ ơi, mẹ để từ từ con tính nha. Mẹ đừng có lo quá, để từ từ rồi con tính. Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ cố gắng khơi gợi lại những ký ức cũ của cô. Còn về chuyên môn thì xin nhờ bác sĩ. Quan trọng là thời gian và sự kiên trì của người nhà thôi. Dạ. Chào cậu. Xin mời bác sĩ. My, My, sao em lại xé cuốn sách vậy? Nè, dạ, đưa dạ cho. My, dạ, đây là sách của ba em đó. Ba em quý lắm, em đừng xé nha. Dạ. Nè,
Anh kể gì ba em cho em nghe nha. Hả? Ba của My là một sinh viên rất là giỏi, là một người có ý chí cầu tiến. Ba của em gặp mẹ em, hai người cưới nhau. Sau đó được ông ngoại của em nâng đỡ, trở thành rể của đại gia. Ba em là một người rất là thông minh và rất là bản lĩnh. Nhưng cuối cùng ba em lại sinh ra hai đứa con chỉ biết ăn chơi, lêu lỏng, phá hoại. Ba của em đúng là bất hạnh quá ha. My à, trả. Đừng có xé nữa. Nè, nghe lời anh, đừng có xé sách. Nè, làm gì để có thể kiếm tiền nhanh đây? Alo. Alo, có phải chị là người đăng ký bán thận không ạ? Đúng rồi ạ. Chị bao nhiêu tuổi, làm gì ở đâu, sức khỏe như thế nào ạ? Tôi còn trẻ, còn sức khỏe lắm. Tôi thấy là có đăng tin cần người bán thận, được hậu tạ hậu hĩnh. Nếu mà tôi bán á, thì được khoảng bao nhiêu tiền? À, dạ tùy, nhưng mà sẽ không dưới 300 triệu đâu. Không dưới 300 triệu hả? Vậy tôi bán. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi bán thì tôi phải làm sao? Vậy tôi bán rồi, tôi có được trả tiền liền không? Dân dạ. Con làm cái gì vậy hả? Mẹ, con điên rồi hả? Con nói với mẹ là để con tính. Con tính là con đi bán thận của con sao? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Con bán có một trái à? Vẫn còn một trái mà mẹ. Con còn sống được mà. Với lại, người ta mua tới 300 triệu lận. Con đủ tiền phẫu thuật cho bé này đó mẹ. Con gọi số nào vậy? Để mẹ gọi báo công an. Mẹ ơi, thôi mà mẹ. Thôi mà. Con có còn tỉnh táo không vậy? Con có hai trái thận mà con còn không đủ sức khỏe để con đi làm kiếm tiền nữa. Bây giờ con bán một trái đi thì con sẽ sống như thế nào đây? Mẹ và Ni sẽ sống như thế nào đây? Trời ơi là trời. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ đừng có khóc nữa mẹ. Con sai rồi, con sai rồi. Con có bán nữa, không bán nữa. Mẹ đừng có khóc nữa nha mẹ. Sao con lại khổ như vậy chứ? Alo. Hoàng Dân, bệnh viện nào? Gì nói nhanh đi. Benny nó đang bị bệnh. Bị bệnh à? Liên quan gì tới tôi? Nhưng mà Benny nó phải phẫu thuật đó. Sao cô không cho mổ đi?
Anh Sơn, nhưng mà chi phí phẫu thuật cao lắm. Chi phí gì? Hai người còn liên quan gì đến nhau mà cô đến đây tìm chồng của tôi? Còn anh nữa, sao tới giờ vẫn còn liên hệ với vợ cũ vậy? Anh có qua lại đâu, tự cô ta tìm anh đó. Anh Sơn à, anh không vì tôi cũng được, anh vì con của anh có được không? Nó đã cần tiền phẫu thuật gấp lắm, tôi xin anh mà. Tôi làm gì có tiền? Có cũng không tới lượt của cô. Nhưng mà nếu bây giờ nó không phẫu thuật thì nó không chịu được đâu anh Sơn. Anh không động lòng hả? Nhìn cô giác xác tới đây thì biết chắc là cô không có tiền rồi. Cô nghĩ cô là ai mà tới đây mượn tiền vậy? Không liên quan tới cô. Anh Sơn, làm ơn đi mà anh Sơn. Anh muốn tôi làm gì cũng được hết, nó là con của anh mà. Anh không có một chút động lòng nào sao anh Sơn? Con hả? Tôi có mấy đứa lận, nhiều lắm. Cô đi mà giữ đi. Anh muốn tôi làm gì cũng được hết, muốn quỳ xuống xin anh cũng được nữa. Anh Sơn, anh Sơn, tôi xin anh đó anh Sơn. Tôi biết là anh có tiền mà. Anh cho tôi mượn tiền phẫu thuật cho con đi anh Sơn. Nói tóm lại á là cô đi về đi. Cô có thấy cô xui xẻo không? Sáng sớm tới đây khóc lóc như vậy hả? Anh Sơn. Không cần nói nhiều nữa, kệ cô ta đi. Anh Sơn ơi, anh Sơn, anh cho tôi mượn được không anh Sơn? Về đi. Đi mà. Anh Sơn, anh Sơn à. Kệ cô ta anh đi. Anh Sơn, anh giúp tôi đi mà anh Sơn. Cô đẻ Sơn. Được thì tự đi mà nuôi. Cứu con đi anh Sơn. Đừng vào chồng tôi. Anh Sơn. Trời ơi, sao sáng ra mà nó ồn ào vậy nè? Mẹ ơi, mẹ ơi. Gì vậy, gì vậy? Mẹ ơi, mẹ, bên này cháu nội của mẹ, con của con nó đang bị bệnh, bây giờ nó cần tiền phẫu thuật. Ê, mẹ cho con mượn tiền nha mẹ. Nè nè nè, con của tôi á ly dị cô lâu rồi nha, đừng có kêu tôi bằng mẹ. Mẹ muốn con kêu gì cũng được hết, miễn là mẹ cho con mượn tiền cứu bé này nha mẹ. Dù sao nó cũng là cháu của mẹ mà mẹ. Nè mẹ, không có mẹ con nội ngoại gì á, không có cháu chắc gì ở đây hết trơn á, tôi biết nội ní gì ở đây hết trơn nha. Làm ơn đừng có đeo bám tôi nữa, tôi mệt quá đây nè. Da với đĩa gì đó, mẹ ơi, không biết gì hết mẹ. Trơn á. Thôi thôi, mẹ cứu cháu đi mà thôi. Mẹ vậy có nghĩa là bây giờ cô ta đang cần tiền để cho con cô ta phẫu thuật hay sao? Cái gì? Chỉ trên dưới 100 triệu mà cô ta không có. Được rồi, cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ giúp cô ta. Thưa à, dạ, cô. Con vừa nói chuyện với ai 100 triệu vậy? Chị em gái cùng cha khác mẹ với My. Cô ta đang cần tiền cho con phẫu thuật. Rồi con định làm gì? Con tính giúp cô ta. Nhưng còn với Khánh My? Tất nhiên là phải kèm theo điều kiện rồi cô. Điều kiện? Ừ. Điều kiện là chị em nó phải nương tựa nhau mà sống. Như vậy thì Khánh My sẽ không còn cách nào để bám theo anh Bách nữa. Con làm có được không? Cô nghe nói là chị gái của Khánh My cũng đáo đệ lắm đó. Con nghĩ là người mẹ đang cần tiền cho con phẫu thuật không còn đủ tỉnh táo để đáo để đâu cô. Con à, làm gì thì làm, nhưng mà phải chú ý đến bản thân của mình, phải thật an toàn nghe con. Và cũng luôn nhớ, cho dù có buồn có sốt cách mấy đi chăng nữa, lúc nào cũng có cô bên cạnh con nha. Dạ, con biết rồi mà, cô yên tâm nha. Chào cô. Cô cho người điều tra tôi sao? Khánh My. Cái tên đó có quen không? Con nhỏ đó. Cô là gì của nó? Con nhỏ đó. Vậy tôi tìm đúng người rồi. Ý cô là sao? Tôi biết một trong số những người hận Khánh My đến tận xương tủy đó là cô. Thì liên quan gì tới cô? Có gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Được thôi, không dài dòng nữa. Tôi biết là con của cô đã cần tiền để phẫu thuật, tôi muốn giúp. Tiền phẫu thuật là bao nhiêu? Cô muốn tôi làm gì? Cô cũng nhanh trí đó. Công việc này vừa tốt cho tôi mà cũng có lợi cho cô nữa. Đã vậy còn có tiền lo cho con. Đừng có dài dòng nữa, có gì thì nói thẳng đi. Tôi muốn cô đối phó với Khánh My, tìm cách trừ khử Khánh My cho tôi. Con nhỏ đó
còn sống trên đời này sao? Dĩ nhiên. Kẻ làm cho cô gia đình tan nát, cha chết, anh vô tù, nó vẫn còn sống đó. Sao? Cô nhìn cô đi. Bây giờ một số tiền cỏn con để lo cho con phẫu thuật cũng không có nữa. Là vì ai? Vì nó đó. Sao? Cô nhìn cô đi. Bây giờ một số tiền cỏn con để lo cho con phẫu thuật cũng không có nữa. Là vì ai? Vì nó đó. Benny, tại mẹ mà bây giờ con mới khổ như vậy. Ngày xưa, chính cái con đàn bà này đã làm cho gia đình tao không lúc nào được yên. Còn bây giờ, vì mày mà chồng tao chết, vì mày mà cuộc đời của con cái tao tan nát hết, tao không bao giờ tha thứ cho mày. Tao giết mày chết, tao giết mày chết, tao giết mày chết, tao giết mày chết. Mẹ ơi, chết đi, mẹ, chết đi, mẹ ơi, trả chồng lại cho tao. Mẹ, buông ra đi. Thân mì à, em không sao chứ? Em không sao chứ? Tất cả là tại nó. Trả chồng lại cho tao, trả tất cả lại cho tao. Nè, mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây, mẹ biết rồi. Cô nhìn kỹ ngôi nhà này đi. Có thấy quen không? Không ngờ được ha, ngày xưa là chủ của căn nhà này, còn bây giờ thì như một người xa lạ đứng ngoài cổng nhìn vô, không được phép bước qua cổng nữa. Dạ chào cô. Đây là chị của Khánh My. Tôi chắc cổ tới, biết đâu cổ có thể giúp được Khánh My hồi phục được trí nhớ của mình. Nhưng mà... Chị yên tâm đi, tôi quen chị của Khánh My mà. Với lại cũng muốn cho Khánh My hồi phục lại trí nhớ thôi, chứ không có ý gì khác hết á. Cô là chị của cô My hả? Ừ. Chị cùng cha khác mẹ với Khánh My. Dạ. Vô đi. Dạ mời hai cô. Ừ. Đi. Không ngờ anh ta lại si tình nó đến như vậy. Dạ đúng rồi, tôi chưa thấy ai như cậu Bách á. Chị có việc gì thì ra ngoài làm đi. Dạ. Kẻ thù bao nhiêu năm nó ở trước mặt của cô rồi đó. Vậy mày nhận ra ai không? Mở to mắt ra mà nhìn đi. Chị gái của mày đó. Sao mày lại ra nông nỗi này? Mày gây khổ đau cho cả gia đình, chạy theo thứ tình yêu mù quáng đó để đổi lại những thứ này đó hả? Nhưng mà dù sao nó vẫn sung sướng hơn cô mà. Nó bị điên bị khùng mà vẫn được người ta
chăm sóc từng ly từng tí như một bà hoàng đúng nghĩa, đâu phải như cô. Đúng. Dù sao thì nó vẫn còn sung sướng hơn tôi. Nó còn có người bảo bọc che chở. Nếu như mà không có nó thì các căn phòng này nè, căn nhà này, tất cả mọi thứ sẽ là của cô. Con của cô nó sẽ không bị bệnh tật, cũng không phải phó mặc cho xui rủi của số phận, cũng không phải là không có tiền cho nên mới không được chữa trị. Anh trai của cô sẽ không bị bỏ vô tù. Tất cả bất hạnh là tại nó đó. Tại nó đó. Phải. Tại mày. Tất cả là tại mày. Mày là đứa con quan. Mày là đứa gây ra bi kịch cho gia đình. Mày là đứa con quan. Tất cả là do mày. Là tại mày hết. Là tại mày. Tại mày. Kết thúc nó đi. Nếu như mà nó biến mất thì món nợ của gia đình cô sẽ hết. Chỉ có nó chết, kẻ thù của cô mới đau lòng. Anh ta coi nó như báu vật vậy. Cho anh ta thử cảm giác đau đớn là như thế nào đi. Kết thúc đi. Mày phải chết. Mày phải chết. Mày chết đi. Chính mày. Chính mày đã hại anh hai tao vô tù. Chính mày đã hại ba tao phải chết. Giết nó đi. Đó là món nợ của gia đình cô đó. Giết nó. Mày chết đi đồ con quan. Mày chết đi. Mày chết đi. Sao cô lại dừng lại? Không mở ra tay với nó hả? Cô bỏ cuộc sao? Cô định mượn tay tôi để giết nó hả? Hèn. Một là nó chết, hai là con cô phải chết. Không có số tiền đó thì đừng hối hận. Sợ. Cô tưởng là cô thông minh lắm hả? Cô cũng chỉ là một kẻ thất bại thôi. Cô nghĩ là cô giết chết nó rồi cô sẽ có được trái tim của thằng Bách hả? Đáng thương. Ai mới là kẻ đáng thương? Là mẹ mà không có tiền cho con phẫu thuật chữa trị, phải phụ thuộc với đồng tiền của người khác đó. Chính vì là mẹ cho nên tôi không muốn cứu con tôi bằng cách này. Nhìn nó kìa, nó chưa đủ thê thảm sao? Nó đang trả giá cho tất cả những gì nó gây ra rồi. Buông tha cho nó đi. Nếu không thằng Bách sẽ càng ghê tởm cô. Chứ đừng có nói là sẽ cưới cô làm vợ. Về mà lo hậu sự cho con gái của cô. Nhờ có cô mà tôi đã nghĩ ra kế hoạch khác để cứu con tôi rồi. Tên đó cũng si tình lắm chứ. Dám bỏ hẳn một số tiền lớn để mua căn nhà này cho con nhỏ đó. Giá như mình có cái gì đó để đánh đổi với anh ta. Chị ơi, chị ơi. Dạ. Dạ em cản cô ta rồi mà cô ta tự ý xông vào ạ. Không sao đâu, em ra ngoài đi. Dạ. Tánh tùy tiện của cô vẫn chưa thay đổi ha. Lần trước tự ý xông vào văn phòng của tôi một lần, lần này tiếp tục nữa. Người ta nói một khi đã mắc nợ nhau rồi thì sẽ luôn gặp nhau, cho đến khi một trong hai có ai chết đi mới thôi. Vậy hôm nay cô tới đây muốn thanh toán nợ với tôi à? Đơn giản thôi. Tôi tới đây để lấy của anh một số tiền. Vậy là tôi nợ cô hả? Chuyện này hơi hoang đường đó. Hay là cô tới đây mượn tiền tôi? Tôi đâu phải là ngân hàng. Tôi không đến mượn nợ. Ồ. Tôi có một thứ để trao đổi với anh. Wow.
cô có cái gì để trao đổi với tôi? Theo như tôi được biết, thứ có giá trị nhất cô hiện có là ngôi nhà của mẹ cô. Tôi không có lấy căn nhà đó đâu. Cô còn cái gì khác giá trị hơn trao đổi với tôi sao? Tôi cần 100 triệu để chữa bệnh cho con tôi. 100 triệu? Hình như là 100 triệu còn không bằng tiền mua sắm của cô một ngày hồi trước nữa đúng không? Cô thực sự nghĩ món này đáng giá 100 triệu sao? Được thôi, nếu như cây viết này không có giá trị gì với anh thì tôi nghĩ nó cũng không có giá trị với bất kỳ ai đâu. Khoan, sao vậy My? Là anh nè. Đi ra. Là anh Bách nè. My ơi, em làm sao vậy My? Em đừng có làm anh sợ nha My. My. My ơi, là anh Bách nè. Là anh Bách nè. Là anh nè, anh nè. My ơi. My. My, My ngoan nha. My ngoan nha. Đừng có sợ. Có anh ở đây. Có anh ở đây. Đừng có sợ nha. Có anh ở đây. Anh là anh Bách nè. Nè, là anh nè. Đừng có sợ nha. Hả? Em làm sao vậy? Hả? Em bị làm sao vậy? Hả? Đưa con một chút nha. Nha. Em đau lắm hả? Em làm sao vậy My? Hả? Em bị làm sao vậy? Chị Dung! Chị Dung! Dạ, dạ cậu gọi tôi. Đây là cái gì? Dạ. Tại sao trên cổ của My là có vết đây? Dạ, dạ tôi không rõ. Không rõ hả? Tôi nói chị coi chừng cổ. Bây giờ chị nói không rõ là không rõ như thế nào? Dạ, tôi chăm cổ kỹ lắm. Tôi không rời cổ nửa bước. Vậy đây là cái gì? Thiệt sự là tôi không rời cổ. Chị giấu tôi cái gì đúng không? Dạ, dạ không có gì. Chị muốn tiếp tục làm gì không? Dạ. Hay tôi đuổi việc chị? Dạ. Nói. Dạ, dạ thật ra là, thật ra là có những lúc tôi không để ý tới cổ. Lúc nào? Dạ là, là lúc cổ thương tới đây. Cổ tới đi làm gì? Cổ, cổ đưa, cổ đưa chị của cô My tới. Cổ nói là muốn cho cô My phục hồi trí nhớ, cho nên tôi cho cổ vào. Tôi đã nói với chị là không được phép cho người lạ vô nhà. Lỡ khách My có chuyện gì chị chịu trách nhiệm được không? Hả? Tôi nghĩ cô Thư là người thân quen của cậu, cho nên tôi cho vào. Tôi không biết. Tôi chết mà. Cậu tới đây nhiều lần lắm rồi đúng không? Dạ. Tại sao không nói cho tôi biết? Dạ, tại vì cậu nói cậu là vợ sắp cưới của cậu. Với lại cậu hăm dọa tôi là tôi không được nói với cậu, cho nên. Đi ra ngoài. Đi ra. Dạ. Từng kỷ niệm thời gian kia không xóa mờ, một thời yêu em có ai ngờ, một đời tâm càng mãi bơ vơ. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối, niềm đau ngày xưa làm mờ lý trí, vô tâm gieo nên ngàn giọt nước mắt đùa đầy hông nhớ giữa thế gian. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ.
em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là mơ. Nếu đã lỡ tổn thương trong em, buông bàn tay mong em hạnh phúc, xin tha thứ tội tình trái tâm tâm anh, nhìn lên cao xanh lối gió anh mà. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa, chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là giấc mơ. Nếu đã lỡ tổn thương trong em, buông bàn tay